chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đang trải qua hóa trị ung thư, cần đảm bảo cung cấp đầy đủ và cân đối các nhóm chất như đạm, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tùy thuộc vào loại ung thư và giai đoạn điều trị, người bệnh cần kiêng khem một số loại thực phẩm nhất định để tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Một, Thực phẩm chế biến sẵn như gà rán, thịt hộp, bánh kẹo, xúc xích chứa nhiều chất bảo quản, đường, muối, chất béo bão hòa và cholesterol, nhưng lại thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu. Việc tiêu thụ thường xuyên những loại thực phẩm này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của người bệnh, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nguy cơ tái phát ung thư. 2. Các thực phẩm cay nóng hoặc chứa nhiều gia vị như tiêu, ớt, mù tạc có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng như nôn mửa, loét miệng, viêm loét dạ dày, tiêu chảy và giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng. Từ đó làm chậm quá trình hồi phục. 3. Thực phẩm giàu caffeine như cà phê, trà, hạt cacao và quả guarada có thể kích thích hệ thần kinh, gây lo âu và rối loạn giấc ngủ. Tiêu thụ nhiều caffeine có thể làm trầm trọng thêm các tác dụng phụ của hóa trị như đau bụng, tiêu chảy và khô miệng. 4. Trụ bia và đồ uống có cồn có thể làm giảm hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị ung thư. Việc lạm dụng rượu bia có thể gây tăng cân, huyết áp không ổn định và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan, tim mạch, đồng thời làm nặng thêm các tác dụng phụ của hóa trị. 5. Các món chiên rán nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, xúc xích chiên, gà rán, nem rán được chiên ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các hợp chất có hại như axit béo trans và chất oxy hóa, gây ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chiên rán có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng như nôn ối, đau bụng và tiêu chảy. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.